Đây là trung bình giá bán điện ở Việt Nam qua các năm. Bạn thấy đấy, đó là một đường đi lên. Như vậy là giá điện vẫn luôn tăng trưởng. Nhưng EVN, một tập đoàn thu mua và bán điện độc quyền cho dân chúng, vẫn luôn kêu lỗ và xin tăng giá điện suốt 2 năm nay. Thậm chí, năm 2023 vừa qua, EVN vẫn âm khoảng 17.000 tỷ đồng dù đã được điều chỉnh tăng giá điện 2 lần trong một năm. Lỗ là vậy, nhưng số dư tiền gửi ngân hàng của tập đoàn này vẫn lên hơn 100.000 tỷ đồng, thuộc top doanh nghiệp có tiền mặt khủng nhất ở Việt Nam. Trong khi đó, cứ mỗi mùa hè đến, người dân lại phải đối mặt với việc không có đủ điện để sinh hoạt, còn các lãnh đạo trong hệ thống thì liên tục bị kỷ luật 2 năm gần đây. Điều này đặt ra một câu hỏi to đùng, EVN có đang hoạt động hiệu quả và liệu có nên tư nhân hóa ngành điện hay không? Trước hết, chúng ta cần hiểu được EVN không độc quyền toàn bộ ngành điện. Đây là 3 khâu chính của ngành: sản xuất, truyền tải và phân phối. Trong đó, tư nhân và nhà đầu tư nước ngoài đã tham gia vào khâu sản xuất điện từ rất lâu. Còn lại, 2 khâu truyền tải và phân phối vẫn do EVN độc quyền. Phần nhiều do EVN đang đảm đương 2 nhiệm vụ chính sau. Một là vai trò kinh doanh qua phân phối điện, đứng giữa các doanh nghiệp sản xuất và người dùng. Hai là vai trò chính trị, đảm bảo an ninh năng lượng. Vậy nên, việc tư nhân hóa ngành điện nhưng vẫn phải đảm bảo 2 nhiệm vụ chủ chốt trên là một điều khá phức tạp. Hãy cùng Finpast nhìn vấn đề từ cả hai phía, ủng hộ tư nhân và ủng hộ độc quyền. Có 3 lý do chính để thấy thương mại hóa ngành điện là điều không thể tránh khỏi. Đây là giá điện của New Zealand đã giảm đáng kể qua các năm sau khi tư nhân hóa lĩnh vực này. Rõ ràng là cùng một thị trường, ai có sản phẩm tốt, giá cả hợp lý hơn, khách hàng sẽ lựa chọn bên đó thay vì sự quản lý yếu kém hay thiếu động lực phát triển khi nằm trong sự bảo trợ. Đồng thời, các doanh nghiệp tư nhân thường linh hoạt trong đổi mới quản lý và công nghệ, miễn là tối ưu hóa được lợi nhuận. Chẳng hạn như một dự án điện hạt nhân ở Ninh Thuận sẽ được đi vào hiện thực thay vì trì hoãn từ năm này qua năm khác. Nhưng dự án điện nào, ứng dụng công nghệ nào cũng cần nguồn vốn lớn, trong khi nhà nước cần chấm dứt tình trạng thiếu điện càng sớm càng tốt để tiếp tục phát triển sản xuất và thu hút đầu tư, thì nguồn tiền lại chỉ có hạn trước một loạt dự án khác đang chờ. Đây là nợ công của Việt Nam, những con số vẫn tăng đều qua các năm, còn đây là số tiền EVN cần để giải quyết thiếu điện trong các năm tới, 500.000 tỷ. Trước tình thế khó nhằn này, việc mở cửa cho tư nhân ùa vào sẽ là giải pháp tối ưu giúp nhà nước giảm rất nhiều áp lực tài chính. Đó là 3 lý lẽ cho phía ủng hộ thương mại hóa, nhưng phe ủng hộ độc quyền cũng có những lý do riêng. Đây là mức giá điện dành cho doanh nghiệp sản xuất và với hộ gia đình. Có thể thấy, lĩnh vực sản xuất phụ thuộc rất nhiều vào điện, còn giá điện trong sản xuất lại đang được hưởng một mức chi phí ưu đãi, phần lớn là nhờ nhà nước đang trợ cấp. Và điều này khó có thể duy trì nếu các doanh nghiệp tư nhân tham gia vì thứ họ cần là lợi nhuận. An ninh quốc gia là nguyên nhân thứ hai mà tư nhân khó có thể đảm bảo. Thử tưởng tượng điều gì xảy ra khi khâu phân phối và bán điện của nước ta lại bị một ông lớn từ Trung Quốc âm thầm nắm đầu, hay xuất hiện những ông lớn khác trong nước bắt tay nhau ép giá người dân. Chưa kể vùng biên giới, hải đảo, cư dân thưa thớt, đây chắc chắn không phải là khu vực hấp dẫn cho các doanh nghiệp kéo điện ra đó kiếm lời, nên ở đây không thể thiếu đi sự hỗ trợ của nhà nước. Tổng kết lại, không có một phương án nào là tối ưu 100%. Việc dùng ưu điểm của phương án này so sánh với nhược điểm của phương án khác sẽ mãi mãi gây ra tranh cãi. Tuy nhiên, thứ người dân cần là sự phù hợp với bối cảnh xã hội và nhu cầu phát triển kinh tế ở mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ. Vậy theo bạn, hiện trạng của Việt Nam có phù hợp để tư nhân hóa toàn bộ ngành điện hay không?